Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lớp học diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 với sự tham gia của 171 học viên là cán bộ chủ chốt Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề về các nội dung như chuyển đổi số, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, triển khai phần mềm quản lý hội viên, tham gia xây dựng đảng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng có vai trò quan trọng kịp thời để quán triệt triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các giảng viên, báo cáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tập trung trao đổi những vấn đề lý luận gắn với thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai. Các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, đúc rút kinh nghiệm, kỹ năng để vận dụng vào thực tế địa phương, từ đó trở thành hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ và nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp, giải tỏa các vi phạm 93A và tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và xây dựng gia đình hạnh phúc.